Thành công thức 1. Một chiếc xe đua F1 có chiều dài không giới hạn, tức là có thể dài đến vô cực, nhưng không được rộng hơn 200cm và cao hơn 95cm. Chiếc xe phải có 4 bánh, được gắn bên ngoài phần thân xe với 2 bánh lái nằm ở phía trước. Khung gầm xe phải bao gồm một ô an toàn, safety cell, trong đó bao gồm khoang lái của tay đua, được gia cố để đảm bảo an toàn tính mạng cho người cầm lái. Về động cơ, những cỗ xe đua F1 một cách cơ bản có thể được coi như là những con quái vật khi sở hữu động cơ V8 2.4 lít vào mùa giải 2013 và mới hơn là V6 1.6 lít tăng áp kể từ mùa giải năm 2014. Dành cho bạn nào chưa biết thì V8 hay V6 là tên gọi của những loại động cơ với 8 hay 6 xi lanh được xếp theo dạng chữ V, tức chữ vở hoa, với lần lượt 4 hay 3 xi lanh mỗi bên chụm vào nhau tạo thành một góc từ 45, 60, 72 cho đến 90 độ tùy vào nhà sản xuất. Các con số 2.4 và 1.6 lít chính là dung tích của mỗi xi lanh. Còn chữ tăng áp hay đầy đủ hơn là động cơ tăng áp có thể hiểu bằng cách đơn giản là một thiết bị nạp cương bức chạy bằng tuabin với tốc độ tối đa của cánh quạt lên đến 100.000 vòng trên phút, có tác dụng bơm thêm khí nén vào buồng đốt của động cơ, từ đó làm tăng hiệu suất và công suất của một động cơ đốt trong. Tiện nói về công suất thì dẫu từ những năm 1990 trở về sau, công suất của những chiếc xe F1 đã không còn được công bố một cách rộng rãi. Thế nhưng, phần đông giới chuyên gia cho rằng con số trung bình nằm đâu đó cỡ 600 mã lực hay 600 ngựa. Bên cạnh đó, một chiếc xe đua F1 còn có thể tăng thêm sức mạnh thông qua việc sử dụng kết hợp một động cơ điện, sản sinh công suất tối đa khoảng 160 mã lực, nâng tổng công suất trung bình của một chiếc xe đua F1 lên khoảng 760 ngựa. Để cho bạn có tổng quan so sánh thì một chiếc xe đô thị bình dân chỉ có công suất tối đa trung bình từ 100 đến 200 ngựa. Quay trở lại với những chiếc xe F1, sở dĩ nói là công suất trung bình là bởi công suất tối đa được cho phép tại các giải đua F1 dao động từ 875 đến 1.000 cộng 160 mã lực tại tua máy 15.000 vòng trên phút. Về tua máy thì 15.000 vòng trên 1 phút cũng chính là con số tối đa mà các xe đua F1 được phép đặt tới để đảm bảo an toàn về mặt kỹ thuật. Bên cạnh công suất và tua máy, tốc độ cũng là thứ bị giới hạn ở các giải đua F1 hiện nay với tối đa 370 km/h tại 3 chặng đua Monza, Baku và Mexico và 340 km/h tại các chặng đua còn lại. Chưa hết, kể từ năm 2010, việc tiếp nhiên liệu giữa các chặng đua không còn được cho phép. Điều này có nghĩa là các xe đua sẽ xuất phát ở trạng thái đầy bình hoặc tràn bình với tối đa khoảng 110 kg xăng ở mùa giải năm nay. Tiện nói về xăng, mọi thiết bị được thiết kế để bơm bất cứ chất gì không phải là không khí và nhiên liệu vào xi lanh của những chiếc xe F1 bị cấm tuyệt đối. Điều này có nghĩa là những pha xịt NOS, Nitrous hay N2O ảo lòi trong loạt phim quá nhanh quá nguy hiểm sẽ không bao giờ xuất hiện trên các đường đua F1. Khối lượng tối thiểu mà một chiếc xe F1 cùng với người lái, chưa tính nhiên liệu, phải đạt được là 728 kg. Số lượng động cơ, chính xác hơn thì là đơn vị năng lượng Power Unit mà một tay đua được phép sử dụng trong một mùa giải không bị hạn chế, từ 8 trong những mùa giải trước xuống chỉ còn 5 cho những mùa giải gần đây. Ngoài ra thì một chiếc xe đua F1 cũng sẽ phải trải qua hàng tấn những bài kiểm tra đâm đụng, crash test và phải đáp ứng cả rổ tiêu chuẩn trước khi có thể được lăn bánh trên đường đua. Một chiếc xe đua công thức 1 được lắp ráp từ hơn 80.000 chi tiết với độ chính xác trên lý thuyết phải đạt 100% trong mọi chi tiết. Trên thực tế, nếu độ chính xác bị giảm xuống chỉ 0,1%, tức là còn 99,9%, điều đó có nghĩa là có tới 80 chi tiết đã bị lắp đặt sai cách. Ở thời điểm năm 2018, chi phí cho một chiếc xe đua F1
trung bình vào khoảng 15,52 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 360 tỷ Việt Nam đồng. Trong đó bao gồm khoảng từ 7,7 đến 10 triệu đô cho động cơ, từ 650.000 đến 1,2 triệu đô cho khung gầm, 600.000 cho hộp số, 300.000 cho cánh gió và phần mũi phía trước, từ 80 đến 150.000 cho cánh gió phía sau, 140.000 cho bình xăng, 70.000 cho vô lăng, vân vân và mây mây. Để cho bạn dễ hình dung thì với chi phí của một chiếc xe đồ S1, bạn có thể mua khoảng 795 chiếc Toyota Corolla đời 2020, mẫu xe bán chạy nhất thế giới, khoảng 375 chiếc Mercedes-Benz C200, khoảng 37 chiếc Lamborghini Aventador S hay khoảng 5 chiếc Bugatti Chiron. Đấy là còn chưa kể đến chi phí nghiên cứu, phát triển cùng nhiều khoản chi khổng lồ khác mà mỗi đội đua phải bỏ ra mỗi năm, với ước tính lên đến 400 triệu Mỹ Kim hay khoảng 9.300 tỷ Việt Nam đồng đối với các đội đua lắm tiền nhiều của như McLaren, Mercedes, Ferrari và Red Bull. Sau mỗi một chặng đua kéo dài trung bình khoảng 1,5 giờ, các tay đua sẽ sụt khoảng từ 2 đến 3,6 kg khối lượng cơ thể, chủ yếu là nước. Nghe thì có vẻ hơi chuẩn chứ thực ra cũng không quá khó hiểu, khi mà các tay đua sẽ phải liên tục gồng hết sức mình trong suốt thời lượng của một bộ phim chiếu rạp. Không chỉ vậy, họ thậm chí sẽ còn phải gồng gấp 4, gấp 5 lần sức mình, khi mà người ta tính toán được rằng các tay đua S1 sẽ phải chịu đựng một áp lực tương đương 5G khi đạp phanh và khoảng 3G khi tăng tốc. Dành cho bạn nào còn đang ú ớ thì 3G và 5G ở đây không phải là các chuẩn mạng di động mà có bản chất là G-Force, tạm dịch là lực G. Hiểu nôm na là sức nặng do việc tăng tốc tác dụng đến cơ thể, với 1G bằng với lực hấp dẫn ở bề mặt trái đất. Điều này có nghĩa là khi tăng tốc, các tay đua sẽ được ấn chặt vào ghế bằng một lực lớn gấp 3 lần khối lượng cơ thể, và khi đạp phanh sẽ được đẩy về phía trước bằng một lực lớn gấp 5 lần khối lượng cơ thể. Không những thế, họ còn phải chịu đựng nó nhiều lần trong một môi trường nóng khủng khiếp lên tới 50 độ C, khi mà xe đua S1 là những chiếc xe đắt nhất thế giới mà không được trang bị điều hòa. Một chiếc xe đua S1 trên lý thuyết có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong chưa đầy 1 giây nhờ vào tỷ lệ giữa sức mạnh và khối lượng cực kỳ ấn tượng, với khoảng 1.400 mã lực cho mỗi tấn, lớn hơn bất cứ siêu xe thương mại nào. Tuy nhiên, trên thực tế, những chiếc xe F1 lại mất trung bình tận 2,5 giây để đạt tới 100 km/h do phần lớn lực kéo bị thất thoát ở những giải vận tốc thấp. Không chỉ tăng tốc ấn tượng, phanh của xe đua F1 còn cực kỳ ăn. Bằng chứng là chúng có thể tăng tốc từ 0 lên 160 km/h, sau đó lại phanh về mo sau chưa đầy 5 giây. Để làm được điều đó, các mẫu xe F1 được trang bị những siêu đĩa phanh làm từ vật liệu tổng hợp, gia cố bằng sợi carbon và được mô tả vui là không thể bị phá hủy. Điều này có vẻ cũng không quá, nhất là khi nhiệt độ làm việc phù hợp của chúng dao động từ 400 đến 1.200 độ C, tức là xem với nhiệt độ của dung nham. Một vài con số được công bố vào năm 2012 cho thấy xe đua F1 nếu được bán thương mại chỉ phù hợp với những gia đình thích trồng cây, mà phải là cây xăng, khi chúng hít tận 450 lít không khí mỗi giây và uống khoảng 75 lít xăng cho mỗi 100 km đi được, tức là gấp gần 10 lần so với một chiếc ô tô bình dân. Ngồi trong một con quái thú với khoảng một tạ xăng đằng sau lưng, dễ hiểu khi vì sao các tay đua được trang bị tận răng với bộ trang phục chống cháy toàn thân và một chiếc mũ bảo hiểm có thể được liệt vào top những thứ cứng đầu nhất hành tinh, khi mà trong quá trình thử nghiệm, người ta đã đốt nó trong ngọn lửa 800 độ C suốt 40 phút. Điều này có lẽ là một động thái nhằm trấn an các tay đua rằng các anh hãy yên tâm, dù chiếc xe có cháy thành tro thì cái đầu và chỉ cái đầu của các anh vẫn sẽ còn nguyên vẹn. 262,242 km/h là kỷ lục vòng đua F1 có tốc độ trung bình cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử,
được thực hiện bởi tay đua người Tây Ban Nha Juan Pablo Montoya tại vòng loại của giải đua